Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đang triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ để đổi mới hình thức tuyên truyền thay thế loa phường tại các quận nội thành của Hà Nội. Hình thức mới sẽ là lắp đặt các thiết bị thông minh tại hộ gia đình. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết sau khi khảo sát bắt đầu từ giữa tháng 10 năm 2017, Sở đã tiến hành lắp đặt thiết bị tại các hộ gia đình thuộc quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cầu Giấy. Các đơn vị cung cấp viễn thông đã lắp đặt thiết bị tại 100 nhà dân trong tổng số 200 nhà dân theo kế hoạch. Số còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 này. Thiết bị được lắp đặt tương tự như modem Wi-Fi, được lắp đặt tại các hộ gia đình là những hộ không sử dụng điện thoại thông minh. Thông qua các thiết bị thông minh này, người dân có thể nhận được thông tin của địa phương, kinh phí được huy động từ ngân sách thành phố và xã hội hóa. Hà Nội cũng rà soát sắp xếp lại hệ thống loa phường, xã, thị trấn, theo hướng phân bổ hợp lý, đặt tại địa điểm công cộng, đông dân cư, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, mỹ quan đô thị. 4 quận nội thành là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng chỉ phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp.